chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị có một buổi sáng tốt lành. Sau đây là những thông tin thời tiết chúng tôi vừa cập nhật đầu giờ sáng nay mùng 10 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, rãnh gió Tây trên cao đã di chuyển nhanh về phía đông và đầy dần lên. Do vậy, ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc, trong đêm qua chỉ có mưa rào ở một vài nơi với lượng không nhiều. Đối với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời vẫn phổ biến không mưa. Tuy nhiên, sương mù và sương mù nhẹ vẫn tiếp tục xuất hiện vào đêm và sáng, nên nhiệt độ trên toàn khu vực tăng nhẹ, phổ biến trong khoảng 18-21 độ. Trong khi đó, tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ, thời tiết cũng chưa có biến động gì nhiều, trời còn tiếp tục không mưa và nền nhiệt tăng dần. Tại các tỉnh thành phía Nam, thời tiết vẫn mang những nét đặc trưng của mùa khô, với ban ngày trời khô nóng. Tuy nhiên, càng về trưa chiều thì nền nhiệt giảm nhanh và thời tiết chuyển sang trạng thái mát mẻ dễ chịu hơn. Riêng tại Tây Nguyên, do điều kiện địa hình nên trời tiếp tục còn se lạnh về đêm và sáng, với mức nhiệt phổ biến dưới 20 độ. Theo nhận định của các chuyên gia về thời tiết, nhìn chung thời tiết trong ngày hôm nay sẽ không có nhiều biến động. Càng về trưa và chiều, nắng sẽ tiếp tục xuất hiện và quá trình tăng nhiệt lại diễn ra, đặc biệt tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại một số nơi có thể tăng lên trên ngưỡng 30 độ. Đối với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, nền nhiệt có thấp hơn đôi chút nhưng vẫn phổ biến từ 25-28 độ. Sau đó đến chiều tối và đêm, nhiệt độ giảm xuống dao động từ 18-21 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào Bình Thuận, thời tiết vẫn phổ biến ít mưa và có nắng, nền nhiệt vẫn trong giai đoạn tăng nhẹ và chênh lệch nhiệt độ giữa phía Bắc và phía Nam cũng đồng đều hơn. Ở phía Nam, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29-32 độ, trong khi ở phía Bắc, nhiệt độ cũng chỉ thấp hơn khoảng 1-2 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là nơi duy trì số giờ nắng trong ngày cao nhất, nhiệt độ ban ngày hầu hết đều trên 30 độ. Riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ vẫn duy trì nhiệt độ ở mức 33-35 độ, thậm chí có nơi trên 35 độ. Trong 48-72 giờ tới, rãnh áp thấp có vị trí và cường độ ít thay đổi nên các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác thời tiết ít biến đổi, ngày nắng. Tiếp theo là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, ngày nắng, sáng sớm và đêm trời rét với nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi từ 29-31 độ và thấp nhất từ 17-20 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, với gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ và thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi có nơi từ 13-15 độ. Khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ và thấp nhất từ 19-21 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ và thấp nhất từ 19-22 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, với nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ và thấp nhất về đêm từ 20-23 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ và thấp nhất từ 21-24 độ. Vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ và thấp nhất từ 17-20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ và thấp nhất từ 22-25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ và thấp nhất là khoảng 23-26 độ. Chuyển sang khu vực Biển Đông, thời tiết trên các vùng biển trong ngày hôm nay và một vài ngày tới còn tiếp tục duy trì trạng thái tốt nên rất thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động, đặc biệt là tàu thuyền khai thác xa bờ của bà con ngư dân cũng như các hoạt động du lịch biển đảo bằng tàu thuyền trong dịp cuối tuần. Cụ thể, tại quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5, nhiệt độ dao động từ 25-30 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, nhiệt độ phổ biến quanh mức 26-30 độ. Thưa quý vị, như vậy trong ngày và đêm nay, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn có sương mù và sương mù nhẹ rải rác vào sáng sớm, ban ngày trời nắng, nền nhiệt tăng nhẹ. Các khu vực khác thời tiết ít mưa, ngày nắng. Miền Đông Nam Bộ vẫn có nền nhiệt duy trì mức cao, trời khô nóng nên người dân vẫn nên lưu ý để bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của bản thân và gia đình, tránh các hiện tượng say nắng, cảm nắng có thể xảy ra khi tham gia các hoạt động ngoài trời dưới ánh nắng gay gắt. Bản tin thời tiết sáng nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có một ngày chủ nhật nhiều niềm vui. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.